trang bị cái bộ nẹp chân kính ở phía trên và phía dưới của chiếc xe Kozu 2008 Satinai cũng như Active. Đây là toàn bộ những vị trí nẹp chân kính inox sáng bóng, inox 304 để chống hàn chống rỉ và cái độ sáng nó rất là đẹp. Sau đây mình sẽ hướng dẫn lắp đặt cái vị trí chân kính để tất cả các vị trí mình đã trang bị sẵn rồi, còn cái vị trí cuối cùng là vị trí cánh cửa. Đầu tiên là nó sẽ trang bị toàn bộ những băng dính ở phía sau đây. Hàng thiết kế hình học theo cái vị trí chân kính phía trên và thao tác lắp đặt. Đầu tiên là mình căn cái vị trí ở bên trên. Khi bên trên nó ok rồi thì bên dưới nó sẽ tự động nó khớp lại. Đấy, đây bên dưới tự động nó khớp lại đây. Và khi mà mình đã trang bị xong rồi thì mình sẽ ấn một cái lực vừa phải để cố định cái vị trí chân kính ở phía trên. Toàn bộ những chân kính ở phía dưới tương tự. Vì khi mà mình trang bị những cái chân kính này nó sẽ tăng cái sự sang trọng của chiếc xe Kozu 2008. Quý khách mua hàng có thể trực tiếp liên hệ phụ kiện Kozu.com Zalo 093 999 5008.